Trong nhà lo lắng hoài mẹ phát già, nào là xứ toàn loài đắt tiền, cớ sao ôm nhèo thế con ơi. Bởi vậy thấy bà không thích rồi, con dâu nó cháu nhìn thương quá trời. Nhà người kháng vợ hình con khỏe, còn nhà mình cay cay cay. Ô bên đó sao vui vậy ta, em ấm đâu như nhà ta. Mẹ nói thế do con mà ra, con cả đâu con có quên thức ăn chi, cớ sao mẹ cứ chắc. Xin hai người thôi đi, cãi vã nhau đâu được chi, giờ phải quyến sang xem nhà kia tại sao vui như thế. Tại sao vui thế ấy? Muốn vượt tường hay rào? Em thích trèo tường anh à. Mẹ thì thích đột nhập sau nhà. Ý hay như quan sát xung quanh. Dù này cháu bà khỏi xương còi, tuy nhiên nay nhưng quyết tìm câu trả lời. Vì thằng bé nhà mình nên giờ mọi người đành phải xông lên. Mẹ có cho hành ơi, đừng lo, ta sẽ chia nhau từ đây. Mẹ theo lối ban công trèo vô, hình như nó hơi quá cao. Cô cứ trong phòng xem có thông tin gì không. Em sẽ mang theo đèn pin, còn anh sẽ xem nơi tầng trên. Thành công thôi, oh yeah. Sao sang nhà tôi, tôi muốn con không còi xương. Vậy không nói tôi nghe là sao? Nhà tôi có đĩa lắc alpha 3 trong 1 cho cháu thơm ngon từ xưa. Tâm trí trong mình khỏe hơn. Thì ra cánh chăm con là đây. Vậy thì tốt quá, không phải lo. Ngoài DHARA cho não thông minh thì đây, sau dưỡng chất canxi và D3 làm cho cái cao tối ưu hơn, với cân nặng xe trắng thua con người ta. Thêm sữa non colostrum làm đề kháng tăng thêm mạnh hơn. Vậy thì tốt quá, không phải lo. Mama hãy nhanh tay cho mua hàng mới công ty vừa ra, dòng công thức 3 trong 1 nhà.